Ngày 23 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Mỹ Gerald Ford đã có tuyên bố cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã chấm dứt đối với Mỹ. Tiếp đó, Mỹ quyết định lập cầu hàng không di tản người Mỹ ra khỏi Sài Gòn. Chúng đặt các sư đoàn 5, 18, 25 và 22 bố trí thành tuyến phòng thủ cách trung tâm Sài Gòn từ 30 đến 50 km, từ Long An qua Tây Ninh, Biên Hòa đến Long Bình. Dùng gian lực lượng của chúng có 3 nữ đoàn dù và thủy quân lục chiến, 3 liên đoàn biệt động quân được đặt ở Hóc Môn, Tân Sơn Nhất, Bình Chánh, Gò Vấp, Nhà Bè, làm nhiệm vụ khu vực và sẵn sàng cơ động ứng cứu cho dòng ngoài. Thời gian này, Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng, Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh, thành phố Biên Hòa ra lời kêu gọi. Thời cơ lịch sử chấm dứt toàn bộ chế độ phản dân hại nước của ngụy quyền tay sai đã đến. Toàn thể đồng bào hãy anh dũng tiến lên xứng đáng với truyền thống Biên Hòa, truyền thống bất khuất của chiến khu Đê, Bình Đa, Vĩnh Cửu, Bà Bông, truyền thống Đồng Nai oai hùng. Trong khi đó, sân bay Biên Hòa bị pháo binh của ta uy hiếp nặng, buộc địch phải di tản máy bay chiến đấu về Tân Sơn Nhất và máy bay A-37 về Cần Thơ. Cùng đêm này, bọn lãnh sự quán Mỹ ở Biên Hòa đã dùng trực thăng rút về Sài Gòn. Vào thời điểm tháng 4 năm 1975 này, toàn miền Bắc, hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam đã dồn đến mức cao nhất về sức người sức của cho trận đánh cuối cùng. Hậu phương lớn dốc toàn sức cho quyết tâm chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam. Trên mọi tuyến đường, đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt, đường hàng không, người và phương tiện đồng hướng về Nam với tinh thần thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng. Và đến lúc này, đã có 24 vạn cán bộ chiến sĩ miền Bắc vào chiến đấu ở các chiến trường miền Nam. Các đơn vị trong và ngoài quân đội đã giao cho chiến trường 379.000 tấn hàng các loại, bằng 54% tổng số vật chất giao cho chiến trường 16 năm trước đó. Tuyến đường xăng dầu dài 4.900 km từ Đồng Đăng, Lạng Sơn, Móng Cái, Quảng Ninh vào tới Bù Gia Mập, Thủ Dầu Một trực tiếp bảo đảm xăng dầu cho chiến trường. Như một sự hội tụ mọi tinh hoa của 20 năm miền Bắc chi viện cho miền Nam chống Mỹ ngụy, trong 55 ngày đêm tổng tiến công và nổi dậy, từ ngày 5 tháng 3 năm 1975 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong đó đặc biệt là phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh, sức người sức của từ miền Bắc chi viện cho chiến trường đạt mức cao nhất trong khoảng thời gian khẩn trương nhất.